Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Trịnh Kim Chi, Ốc Thanh Vân khóc đưa tiễn Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Sáng ngày 31 tháng 3, linh cữu Mai Phương được đưa đi hỏa táng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Một số đồng nghiệp thân thiết có mặt trong lễ đưa tang của Mai Phương. Lễ truy điệu của Mai Phương diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 3. Hai ngày qua ảnh hưởng bởi diễn biến dịch phức tạp, lễ tang Mai Phương diễn ra trong lặng lẽ. Tuy vậy, nhiều đồng nghiệp vẫn đến viếng cô. Sự ra đi của nữ diễn viên ở tuổi 35 khiến mọi người rất thương tiếc. Trịnh Kim Chi có mặt từ sáng sớm để kịp đưa tiễn Mai Phương về nơi an nghỉ. Những ngày qua, chị cũ Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như luôn túc trực bên linh cữu cố diễn viên. Trong giây phút đưa tiễn, bà vào sân khấu kịch không kìm được nước mắt. Chị cho biết thương Mai Phương nhưng cũng xót xa cho bé Navi. Chị dự định cùng Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như lập quỹ để chăm sóc tốt nhất cho bé có thể. Ba của Mai Phương lặng lẽ bên di ảnh con gái. Những phút giây cuối đời của con gái, ông đã bỏ mọi việc để chăm sóc cô. Trong tang lễ, hình ảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến khán giả xót xa. Ốc Thanh Vân bần thần bên linh cữu của đàn em. Cả hai chơi thân với nhau hơn 10 năm qua, cô khẳng định yêu quý Phương Mai vô điều kiện. Những ngày cuối đời ở bên bạn, lo lắng và chăm sóc cho bạn khiến cô được an ủi một phần nào. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.